nhà nha. Đó, hôm nay anh Kiệt ăn bánh mì kem đó cho cả nhà coi. Dạ tới anh Kiệt ăn bánh mì kem nè. Đi lên lờ coi. Cái gì vậy? Lâu lắm rồi cũng không có ăn bánh mì kem cả nhà. Hồi nhỏ đi học thì ăn lắm. Mà khán giả vô bình luận nói anh Kiệt ăn cái món gì cũng nhìn mắt thèm với cái miệng anh á. Miệng anh ăn khéo lắm. Ăn mà nhìn liếc liếc vợ hoài. Giống như mà đang thủ thế mà đừng có cho vợ hay sao á. Cô kìa. Giống là tôi đang ngậm mình sữa ngủ quên cái chai luôn cái núm. Có không? Có anh Kiệt. Nghe gọi vậy. Sợi. Sợi kìa. Cái con sợi. Ai mà suy nghĩ ra cái món bánh mì kem này cũng hay hết ta. Ta bán. Để vô kem lạnh ăn ngon ha. Ừ. Rồi sợi đi ngủ rồi kìa. 1 phút đã trôi qua. Hiện tại là cũng đã gần hết nửa ổ mì rồi. Không, anh Kiệt làm được lắm, mấy này anh Kiệt làm được. Đang quay kịp không? Gì cái chứ ăn uống rồi anh Kiệt, nghề của anh Kiệt. Rồi mình ăn ổ mì kem nó cảm giác như thế nào anh Kiệt? Vô mớ đâu anh. Chị Nhi còn làm nổi tắt. Chị Nhi còn làm 8 cái bánh lăng mà anh Kiệt làm có ổ mì là thấy hơi dở rồi đó. Phải ăn 8 ổ mới được. Đúng rồi đó. 8 ổ nổi không anh Kiệt? Bình thường. Ăn tới cái mỏ lên cho ngọt ơi. Gì, làm hành động gì vậy? Ê da. Mà sao ta? Đây trời cha. Quá tình cảm mày. Đó. Bữa nay là thấy anh Kiệt đó là khác ha. Đúng rồi, dùng khác mấy ngày trước. Dùng ánh mắt rất là chiều mến đối với chị Nhi luôn á. Cái này chắc lên nhàn quả cũng nhiều lắm rồi đó. Nên anh Kiệt hay tính chồng đây. Nó đúng chị Nhi. Thay đổi nhiều quá. Giúp anh với. Anh Kiệt thay đổi khán giả không nhận ra luôn. Anh ơi, em mua thêm cho anh 7 ổ nữa ha. Xạo quá đi, thôi không có xe kem em mới ừ. Kìa không đảo lên nữa kìa. Đâu? Xe kem. Nó nói anh ăn chứ cũng nhìn xung quanh lắm. Không có mới gật đầu chứ có mà dám gật bây giờ. Không anh Kiệt chịu ăn làm tốt cái gì đâu. Thấy là cái ổ bánh mì này nó không có mướt như cái trái dưa hấu ha. Trái dưa hấu với cái cá lóc. Trái dưa hấu với cá lóc là hết sảy luôn. Cái dưa hấu hồi nãy có khán giả là thấy là anh ấy làm cái hụt một cái là một khúc liền. Đúng rồi. Kẹt phái mấy nào có nước á. Húp rọc rọc á. Cái gì mà có pha nước là anh làm hụt. Đặng lắm mà. Anh muốn mắc cười lắm mà anh muốn cười. À, mỗi lần mình nói mấy từ đó là anh liên tưởng với cái gì mà anh thấy cười thầm hoài á anh Kiệt. Béo. Béo luôn hả? Béo luôn hả? Béo không? Có mặn không? Kìa, chị Nhi hỏi có mặn không kìa. Ở giờ ấy không? Vậy? Có mặn không? Ở giờ ấy không? Cái gì vậy trời? Anh đâu có vô đây. Cái vụ gì vậy? Bây giờ là chị Nhi cảm xúc ra dân chào luôn cái nhà ơi. Lâu lâu nói mấy câu hay không nha. Nhớ
hết cái đầu rồi. Kìa, thấy gì làm lay gai làm hoài được hoài đúng không? Ừ, đều đều á. Bây giờ mà đưa cho Hiệp cái lẩu cái nữa, Hiệp sạch luôn. Ừ. Với cái sức ăn như vậy là... Mình nên một cái lẩu chó được á. Dữ á. Dữ ta. Wow. À, sức của anh Kiệt này chắc cũng mạnh dữ ha chị Nhi. Kiệt ăn được, ăn uống được. Không quên đem thuốc ra uống. Chị Nhi nhức đầu ghê ghê. Đầu có đó. Đỡ con. Nghe đi. Nghe luôn đi. Nghe luôn, nghe luôn. Được không? Rồi rồi. Qua tới bên đây đó đang cần ngợi. Đang cần ngợi, qua tới bên đây đó. Đã nói rồi không gỡ rồi còn ngậm thêm một họng bánh mì thì nữa. Ở vậy thôi. Mấy gì à? 6. 6 nào. Ngủ đâu nghỉ chứ. Vậy 6. Xe hả? Có lấy được đâu. Máy này có lo nó sao ta. Mấy này chắc đòi tiền nữa quá. Ừ. Mấy còn giờ con muốn nhờ nè. Làm giấy tờ cho con thì con đút lên đường nè. Thì đó con có kêu nè. Rồi bấm nhỏ rồi vậy. Còn đang xài đó anh Kiệt ơi. Ừ. Mạnh tay quá hồi rồi luôn đó. Ủa, anh Kiệt đã làm xong nồi bánh mì rồi cả nhà. Cảm giác sao anh Kiệt? Đúng không? Ngon. Làm nữa không? Có làm nữa. Nữa không kêu điện xe chạy lại. Trời, trời nguyên chiếc xe tải luôn nghe. Anh lộn bắt hỏng ngoài. Đó rồi, thôi bây giờ anh Kiệt cũng ăn bánh mì xong rồi hết cả nhà. Đó, hai chồng mình cũng đang gầu cái vụ chiếc xe nữa. Đủ thứ chuyện hết trơn á. Rồi giờ mấy anh em chắc dắt hai anh chị đi mua thịt với mua gạo này kia chuẩn bị về nấu cơm ăn. Rồi hẹn cả nhà clip sau nha. Dạ, bên đó hòa hẹn dạ những video tiếp theo nha cả nhà.